Hello anh em, chào mừng trở lại với MGN Esports. Có lẽ anh em nào ở đây cũng biết thừa đội tuyển được hâm mộ nhất thế giới là cái tên nào rồi phải không? Đúng vậy đó, không ai khác chính là T1, cần câu view của Riot, kẻ sở hữu hội fan đông nhất, đồng thời cũng là chủ của một hàng cực sâu có thể tách biệt hàng ngàn người khỏi văn minh nhân loại. Song song với việc là cái tên đông fan nhất, T1 hay cụ thể hơn là tuyển thủ thương hiệu của họ Faker cũng luôn được biết đến như đội có lượng anti-fan đông đảo không kém gì số người hâm mộ. Chắc hẳn ai theo dõi Liên minh Huyền thoại đã từng một lần thắc mắc rằng tại sao một vận động viên hoàn hảo như Faker lại có thể bị nhiều người chửi và ghét đến như vậy, để rồi kéo theo đội tuyển T1 của ngài cũng vạ lây. Hôm nay, anh em hãy cùng MGN Esports tìm hiểu lý do vì sao T1 và Faker thường xuyên bị ghét. Trước khi bắt đầu, anh em đừng quên ấn nút subscribe cho MGN Esports nhé! Vì ganh tị, đây là một nguyên do khá tiêu cực và chỉ mang tính tương đối. Dù vậy, sự tồn tại của nó vẫn là một lẽ đương nhiên. Không phải anti-fan nào cũng ghét cay ghét đắng T1 và Faker vì sự ganh tị, nhưng chắc chắn phải có một cơ số người hâm mộ luôn ngứa mắt với những thành công mà quỷ đỏ LCK đạt được. Về T1 hay trước đây là SKT T1, đội tuyển này luôn được xem như cái tên vĩ đại nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại. Tuy không phải lúc nào cũng đứng trên đỉnh, nhưng màu áo đỏ từng có thời gian thiết lập một triều đại thống trị không thể nào bá đạo hơn. Ba chiếc cúp vô địch thế giới, trong đó có hai lần lên ngôi liên tiếp, là những minh chứng rõ nét nhất cho vị thế huyền thoại của SKT T1. Và gương mặt luôn xuất hiện trong suốt chặng đường vinh quang đó của SKT T1 chính là biểu tượng của màu áo đỏ, quỷ vương Faker. Từ những ngày đầu tiên, SKT T1 đã quyết định sẽ xây dựng đội hình xung quanh Faker, tuyển thủ đứng đầu bảng xếp hạng máy chủ Hàn Quốc khi đó. Ngay mùa giải thứ nhất, Faker cùng đồng bọn đã mang về cho quỷ đỏ LCK danh hiệu vô địch quốc nội đầu tiên và ngọt ngào nhất là chiếc cúp chung kết thế giới. Suốt từ thời điểm đó đến nay, Faker đã từ chối vô số lời đề nghị béo bở chỉ để tiếp tục trung thành với SKT T1 và cùng màu áo đỏ chinh phục hàng loạt chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau. Sát cánh cạnh bên, cả hai cái tên này đã trở thành tuyển thủ và đội tuyển Liên minh Huyền thoại vĩ đại nhất. Ngoài những chiếc cúp vô địch nhiều vô kể, SKT T1 còn luôn được chú ý đến bởi vì bằng một cách nào đó, đề chỉ áo đỏ sẽ luôn có mặt trong những trận đấu kinh điển hay các khoảnh khắc không thể nào quên của Liên minh Huyền thoại. Có lẽ vì sức hút từ SKT T1 là quá lớn, cộng thêm danh tiếng toàn cầu với hàng triệu người hâm mộ của Faker, nên chỉ cần là SKT T1 đánh một trận hấp dẫn kéo dài 4 đến 5 ván với một đội bất kỳ nào đó là đã đủ điều kiện để biến cặp đấu đó trở thành kinh điển. Những người có tính xấu ganh tị thường sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy một hay nhiều người khác đạt được thành công hay nhận được nhiều sự chú ý mà mình không có được. Suy nghĩ tối thượng của nhóm người này chỉ là trực chờ những tập thể hay cá nhân đang thành công kia chẳng may sảy chân, gặp thất bại hoặc thậm chí trượt dài một sải thì sẽ ngay lập tức lao vào lăng mạ chửi bới. Khi đó họ sẽ thỏa mãn bản thân và vui sướng khi thấy người khác nhận trái đắng. Và vì thế, chỉ cần kể xương xương những thành tích và lịch sử hào hùng của SKT T1 cùng Faker thì đã thấy được một cơ số anti-fan có lý do để ganh tị về đế chế đỏ. Chắc chắn không có đội tuyển Liên minh Huyền thoại nào gặt hái được nhiều danh hiệu vô địch hơn quỷ đỏ LCK, nhưng lớp học cách đếm cúp cơ bản mà T1 luôn mở cửa có lẽ chỉ cuốn hút đối với fan của màu áo đỏ. Còn các anti-fan ghen tị thì họ thù lớp học đếm này không khác gì ghét lớp đếm hóa trị nguyên tố của Hop xưa kia. Vì thế họ ghét phải đếm cúp, ghét phải nhìn thấy T1 và Faker dù có lọt hố nhiều lần cũng bằng cách nào đó trở lại được với đỉnh cao, dẫn đến ganh tị với những thành công vang dội mà quỷ đỏ LCK có được. Và một bộ phận anti-fan T1 và Faker đã ra đời từ tính xấu đố kỵ này. Nhìn lưu ý, anti-fan ganh tị chỉ là một nhóm người không quá đông, có tồn tại dù chưa bao giờ chiếm đa số. Vì theo thời gian, những người hâm mộ thích xem eSports đã văn minh hơn rất nhiều. Phần còn lại đông đảo hơn của cộng đồng ghét T1 và Faker sẽ tiếp tục được MGN liệt kê ra ngay sau đây. Vì ghét sự nhàm chán, lý do này có thể được các anti-fan sử dụng hoặc lôi kéo thêm nhiều anti-fan hơn nữa, gia nhập cộng đồng ghét T1 và Faker vào thời điểm 6 đến 7 năm trước. Khi đó SKT T1 với siêu sao chủ lực Faker đang thống trị hoàn toàn thế giới với 4 chức vô địch quốc tế trong 3 năm liên tiếp. Nếu chỉ nói về kết quả sau cùng là danh hiệu thì có lẽ chưa đủ khi ngay trong quá trình chinh phục những chiếc cúp đó, SKT T1 cũng đã không cho các đối thủ cạnh tranh một cơ hội nào. Tiêu biểu như là vào LCK mùa hè năm 2015, quỷ đỏ Hàn Xẻng với tư cách đương kim vô địch lại một lần nữa lên ngôi vương sau chuỗi bất bại kéo dài hơn 10 trận đấu. Sau đó tại chung kết thế giới, giải ngân hàng một thời của SKT tiếp tục vô địch với không một trận thua nào, chứng minh sức mạnh tuyệt đối tại mùa năm. Một năm sau, dù những đối thủ cạnh tranh đang ngày càng mạnh lên không ngừng để gần tiếp cận với SKT T1, trong đó có thể kể đến ROX Tigers, đội đã xếp trên SKT ở vòng bảng mùa xuân. KT Roster thậm chí còn loại SKT khỏi playoff mùa hè và những ông lớn nước ngoài như RNG, Flash Wolves nhiều lần khiến đế chế áo đỏ phải ôm hận thì cuối cùng, như một điều hiển nhiên, SKT T1 và Faker vẫn là cái tên vô địch 3/4 giải đấu lớn của mùa giải năm 2016. Tất cả những kẻ thách thức kể trên đều trở thành bại tướng dưới tay SKT T1 và người hâm mộ Liên minh Huyền thoại thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi gần như chẳng ai đủ sức thách thức ngôi vương của quỷ đỏ LCK. Các trận đấu hay các giải đấu chưa đánh cũng đã biết kết quả, kiểu gì đội vô địch lại chẳng phải SKT T1 và Faker. Thậm chí,
Ở thời kỳ suy thoái từ năm 2017 trở đi, ở tập thể SKT-T1 vẫn luôn sở hữu một aura thần thánh gì đó khiến các fan trung lập và anti-fan vô cùng nóng mặt. Trên đất Trung Quốc tại chung kết thế giới 2017, dù liên tục bị EDG, Misfits và Royal Never Give Up đè vào tường thì sau cùng SKT-T1 vẫn lộ ngược dòng, thậm chí xóa bỏ khoảng cách 10.000 tiền để thắng Trung Quốc. Năm 2019, khi người ta nghĩ SKT sẽ thất bại trong việc kết hợp đội hình toàn sao của họ, thì bất ngờ quỷ đỏ LCK lại kết thúc vòng playoff với 6 ván thắng và một lần nữa vô địch Hàn Quốc. Đến với mùa hè cùng năm, một SKT đang không thể nào phế hơn vẫn có thể leo tháp từ vé vớt cho đến ngôi vương LCK lần thứ 2 liên tiếp. Đáng chú ý hơn, trong 3 trận BO5, Faker và đồng đội đã thắng dễ dàng đến phát ngán. Bẵng đi một thời gian dài, để LCK mùa xuân năm nay, các fan trung lập và anti-fan lại phải gia tăng sự thù ghét của họ dành cho T1 hơn nữa. Thành tích vô địch bằng 20 trận bất bại của Faker và đàn em dù khiến fan sướng chảy nước, nhưng các anti-fan cùng fan trung lập thì không vui chút nào vì phải xem một giải đấu quá một chiều. Có thể thấy truyền thống áp đảo hoàn toàn một mùa giải của T1 cũng là lý do trọng yếu để thêm nhiều anti-fan ghét họ. Và những fan trung lập cũng chuyển sang thành anti-fan quỷ đỏ LCK. Nói công bằng thì các anti-fan này không quá tiêu cực vì họ chỉ muốn xem những giải liên minh huyền thoại thật hấp dẫn nhất có thể. Nhưng T1 và chủ tịch Kerr thì hay đá vào cái suy nghĩ đó của họ. Vì là những fan đội khác, đây là lý do hợp lý nhất để giải thích cho việc vì sao T1 và Faker lại sở hữu lượng anti-fan đông đảo cũng như hùng hãn đến vậy. Đơn giản thôi, khi có rất nhiều người yêu mến T1 bằng cả linh hồn thì cũng sẽ có vô số người hâm mộ các đội tuyển và ngôi sao khác theo cách như vậy. Nhưng điều cốt lõi làm cho T1 bị ghét nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác, đó là do quỷ đỏ LCK đã và đang là hung thần của hàng loạt những cái tên lừng danh giang hồ. Những nạn nhân đáng chú ý nhất từng bị SKT T1 và cả Faker vùi dập có thể kể đến như Ross Tiger, Dev, Shovi, Uzi, RNG và một vài đội từ Trung Quốc. Tất cả đều là những cái tên lừng danh được nhiều người yêu mến. Vậy nên sao mà fan của những tập thể hay cá nhân này lại có thể không ghét T1 và Faker cho được khi chứng kiến thần tượng của mình hết lần này đến lần khác bị quỷ đỏ LCK từ chối cho ôm cúp? Bên cạnh lý do là fan của các bại tướng quen thuộc dưới chân T1, các anti-fan còn có thêm một cơ sở khác nữa để thù ghét đế chế áo đỏ này. Đó là hào quang và danh tiếng của quỷ đỏ LCK, chủ yếu là từ Faker, thường hay lấn át những đội tuyển hay ngôi sao khác dù cho kẻ thắng người thua ngày hôm đó có gọi tên ai đi chăng nữa. Ví dụ điển hình nhất là sau trận chung kết thế giới năm 2017. Rõ ràng Samsung Galaxy đã đánh bại SKT T1 vô cùng thuyết phục để lên ngôi vô địch. Nhưng những gì truyền thông và khán giả nhớ đến chỉ là giọt nước mắt cay đắng của quỷ vương Faker. Khi nhắc về mùa giải năm đó, hành trình đầy cảm xúc với những trận đấu như chết đi sống lại của SKT T1 mới đủ hấp dẫn để khiến khán giả ghi nhớ, chứ không phải cú trả thù ngọt ngào của nhà vô địch Samsung Galaxy. Nhiều fan trung lập và anti-fan SKT T1 đã cố gắng ca tụng thành tích của Samsung, đồng thời đơn giản hóa khoảnh khắc Faker rơi lệ thành một hình ảnh bình thường trong thể thao. Nhưng dù nỗ lực tới đâu thì họ cũng không thể hạ thấp được sự thu hút ánh nhìn truyền thông của SKT T1 và Faker. Có lẽ vì thế mà một lượng lớn người hâm mộ của những đội tuyển hay tuyển thủ khác đều sẽ chọn trở thành anti-fan 50 năm của quỷ đỏ LCK. Vì ghét fan cùng T1 và Faker. Cuối cùng, lý do quan trọng nhất đồng thời cũng trả lời cho câu hỏi vì sao T1 và Faker lại bị ghét nhiều. Đó là đa số anti-fan của hai cái tên này không hề ghét T1 hay Faker, mà họ ghét fan cuồng của quỷ đỏ LCK. Trước khi đi sâu vào những nhân vật chính thì chúng ta cũng cần biết rằng, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào từ thể thao cho đến nghệ thuật, thì việc có nhiều người yêu mến sẽ luôn đồng nghĩa với việc có rất nhiều anti-fan. Cụ thể như trong giới bóng rổ nhà nghề Mỹ, siêu sao nổi tiếng nhất đồng thời đẳng cấp chơi bóng đã đạt tới tầm huyền thoại là LeBron James. Với vị thế hàng đầu bộ môn chơi bóng cam, nhà vua dĩ nhiên là sở hữu một lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới. Nhưng theo các khảo sát hàng năm tính tại nước Mỹ, LeBron cũng là cái tên bị nhiều người ghét nhất trong thế giới bóng rổ. Ngoài ra còn có Golden State Warriors, đội tuyển bóng rổ có 3 lần vô địch NBA trong thập niên 2010 và sở hữu một siêu sao tầm cỡ là bếp trưởng Curry. Những yếu tố đó giúp cho cầu vàng được hâm mộ bởi hàng triệu fan yêu bóng rổ Hoa Mỹ, nhưng ngược lại, người anti-Warriors cũng không ít. Chuyển sang thế giới bóng đá, bộ môn thể thao vua cũng có sự song hành giữa thiện với ác, thể hiện qua hai kỳ phùng địch thủ Messi và Ronaldo. Có lẽ ai cũng biết hai con người này kiệt xuất đến như thế nào và có tầm ảnh hưởng đến thế giới ra sao, nhưng có lẽ họ sẽ không hiểu vì sao những vĩ nhân như vậy cũng lại bị nhiều người ghét nhưng cái cách được yêu thích. Trong thể thao, đôi khi rất nhiều anti-fan ghét một tập thể hay một cá nhân nào đó không phải vì chính những đối tượng đó, mà bởi vì họ ghét các fan cuồng của đối tượng. Dĩ nhiên, ai cũng thừa biết fan có một số thể loại fan cuồng thường xuyên có những suy nghĩ và hành vi hơi quá đà đối với thần tượng. Họ sẵn sàng làm nhiều thứ tiêu cực trong văn hóa cổ vũ, như xúc phạm đối thủ của thần tượng một cách thiếu tôn trọng, bảo vệ thần tượng với những lý lẽ mù quáng và chủ quan quá mức. Tồi tệ hơn là những fan cuồng này có thể sẵn sàng làm những điều ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và bản thân ở ngoài đời chỉ vì thần tượng. Từ đó thần tượng của họ đã sở hữu thêm rất nhiều anti-fan chỉ vì ghét lây từ những hành vi thiếu kiềm chế của các fan cuồng này. Đây cũng là những yếu tố làm cho dòng nhạc và các idol K-pop được thích nhưng cũng bị ghét rất nhiều ở Việt Nam. Rõ ràng các nghệ sĩ K-pop chẳng làm gì sai nhưng bị ghét chỉ vì tại Việt Nam có quá nhiều fan cuồng K-pop.
đem những phân tích đó gắn vào trường hợp của T1 hay cụ thể hơn là Faker thì sẽ thấy sự hợp lý. Anti-fan Faker là đông nhất giới Liên minh huyền thoại nhưng phần lớn trong số họ không hề ghét chủ tịch. Nếu như theo dõi bộ môn này lâu năm thì sẽ biết Faker là một tuyển thủ thể thao cực kỳ chuyên nghiệp, quỷ vương vừa khiêm tốn vừa thường xuyên tôn trọng đối thủ, lại có cách trả lời phỏng vấn tránh gây tranh cãi nhất khiến anh luôn được đồng đội quý mến, còn đối thủ thì kính nể. Ngoài ra, phong cách sống của Faker cũng đáng noi gương khi anh không hề tiêu xài phung phí số tiền lương khổng lồ của mình mà tiết kiệm chúng để dùng vào những việc có ích cho cộng đồng, trong khi bản thân chỉ toàn mặc áo trắng trơn rẻ tiền, áo đồng phục hoặc áo được tặng. Ngoài ra, Faker chưa từng dính vào một scandal bên lề nào và chỉ tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp thi đấu. Những gì người ta thường biết về Faker sau khi rời khỏi sân đấu là tập luyện, đọc sách và dành thời gian cho gia đình. Sự chuyên nghiệp đến chuẩn mực đó của Faker có lẽ đã giúp chủ tịch trở thành tuyển thủ Liên minh huyền thoại vĩ đại nhất, luôn được hầu hết hậu bối chọn làm hình mẫu. Lý do duy nhất để một con người hoàn hảo như vậy có quá nhiều anti-fan chắc chắn là phải do chính các fan cuồng của Faker, mà fan của Faker là đông nhất giới nên dĩ nhiên có số fan cuồng không hề nhỏ. Họ đã quá ngông cuồng với con người anh, đã phong anh làm thánh làm thần mà tỏ ra thiếu tôn trọng những tuyển thủ hay tập thể khác, trong khi bản thân Faker chưa bao giờ có tính cách đó. Và từ ghét những fan cuồng này mà anti-fan mới ghét Faker thì cuối cùng sẽ ghét T1, đội tuyển mà Faker đầu quân. Và đó là những lý do vì sao T1 và Faker lại nhiều anti-fan. Nếu thấy video hay và bổ ích thì anh em nhớ like, share và nút subscribe cho MGN Esports nhé!